Chiều ngày 28 tháng 2 năm 2016, một căn nhà trên địa bàn phường 2 quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh đã bất ngờ phát hỏa, làm cho người dân xung quanh được một phen hoảng loạn vì sợ cháy lan. Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 17 giờ cùng ngày, người dân sống ngay góc ngã tư Yên Thế, Hồng Hà phát hiện khói bốc lên nghi ngút tại căn nhà ở địa chỉ 60 Hồng Hà nên hô hoán nhau. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận 11 đã điều nhiều xe nước cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường để ứng cứu. Rất nhanh sau đó ngọn lửa được dập tắt, nhiều đồ đạc bị thiêu rụi nhưng may mắn không có thương vong về người. Được biết căn nhà này chỉ có một cụ bà hơn 75 tuổi sinh sống, bên trong nhà có rất nhiều bàn thờ.